Vừa đại bác được tung ra. Ui, gió mùa tốt vậy. Trúng luôn cái cặp cạc. Hụt rờ rồi. Quay ngược trở lại, truy đuổi tiếp bằng tình huống đâm lao. Air flat. Ui, đánh tay đâm quy vào người của Zhang Na. Chích sốc điện của Jin. Double kill. Tiếp tục là tình huống lao vào. Triple kill sau khi dứt điểm được Lee Sin. Kermit cũng đang có mặt ở đây. Quay ngược trở lại, tấn công tiếp dành cho Mango Fist. Tung tăng nhảy múa không gây được sát thương, nhưng ta còn đâm quy lao vào đánh tay có đúp. Ok. What a kill dành cho Mango Fist. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình hãy cùng tiếp tục quay trở lại với lại Mango Fist để coi một ván thi đấu Smurf của anh ta ở mức rank cao thủ máy chủ siêu cấp Trung Quốc, để coi màn trình diễn của anh ta sẽ là như thế nào khi mà đối đầu với lại kèo Aurelia Son ở khu vực giữa ha. Đi thôi. Rồi, bản ngọc của Mango Fist là cái bản ngọc thông thường mà chúng ta thấy. Chúng ta sẽ có sốc điện, tác động bổ trợ, thu thập nhãn cầu và thợ săn tài tinh. Nhánh phụ sẽ bao gồm một cái nhánh có đắc thắng với lại nhất chế Minh Huệ ha. Anh em lưu ý một điều là Mango Fist sẽ khá là ưu tiên với cái điểm cooldown. Anh em đây, một điểm cooldown, một điểm sức mạnh phép thuật và kháng phép. Rồi, hãy cùng đi đến với cái kèo Orange Son ở khu vực giữa. Rồi, để coi thời điểm cấp độ 3 sẽ là như thế nào. Cấp độ 3 thì có khả năng để có thể tấn công ha, với những cái pha đâm lao cấp 3 rồi nè. Tìm kiếm cơ hội lao vào tấn công, kích sốc điện chứ ha. Son E nè, Son cứ farm tầm xa thôi. Đủ cái là cái tầm, ui bắt đầu lao vào đánh tay có đúp. Ok, tung tăng nhảy múa dịch ngược trở lại, không chịu hít đánh của trụ ha. Một pha kích được sốc điện và lượng máu đến từ Son mất đi là khá khá. Đây xem tình huống mà muốn tranh chấp cua đến từ Mango Fist. Không lăn cột tuyết ở khu vực giữa được, thì anh ta đang có ý đồ kêu gọi những người đồng đội của mình tấn công vào người của Lee Sin. Kích được sốc điện rồi nè, còn đâm lao nè, đang để dành đâm lao để có thể tiếp tục truy đuổi, đẩy luôn cái thiêu đốt trước, lấy tiền đề. Ôi, hết chiêu rồi anh em ơi. Tung tăng nhảy múa kết hợp với tốc biến. Ui, Lee Sin sợ phải tốc biến sớm, tốc biến theo đâm lao và dứt điểm. Ok, tầm xa thật sự á chứ. Ông Lee Sin vừa rồi ông tốc biến rất sớm luôn đó chứ. Nhưng mà anh em thấy là cái tầm hoạt động đến từ cái trung tâm nhảy múa kết hợp với tốc biến, và chưa kể đó là cái tầm của đâm lao nữa ha. Rồi nha, rồi nha, lao vào đâm lao đấm tay có đúp, tung tăng nhảy múa dứt điểm. Ok, không lăn được cầu tuyết ở trong rừng thì anh ta bắt đầu, ổ lộn, không lăn được cầu tuyết ở khu vực giữa thì anh ta bắt đầu kiếm rừng của phía đối phương. Đây rồi, một tình huống mà chúng ta đang thấy rằng cấp độ 7 đã có đến từ Mango Fist. Triệu hồi thì quái, Lee Sin cũng đang có mặt ở đây luôn. Ui trời ơi, đánh căng thật sự. Jin đã có được cho mình đó một điểm hạ gục. Triệu hồi thì quái nguyên một thịt lao vào người của Zhang Na. Sóng âm không vào đủ tầm. Tung tăng nhảy múa lao vào tấn công để cái thiêu đốt. Dứt điểm được Jin, double kill dành cho Mango Fist. Sau đó quay ngược trở lại tấn công vào Lee Sin. Sóng âm vô cứ tầm gần, dứt điểm tốt. Phía bên kia thì Son cũng có mặt ở khu vực dưới anh em ơi. Một pha đánh giao tranh mà hơn người hoàn toàn dành cho bên phía quân đội 1. Sau một tình huống farm khu vực đường giữa thì Mango Fist đang có dấu hiệu di chuyển xuống khu vực đường dưới xem tình huống 4-3. Di đang có mặt ở đây nhưng mà Di đang bị lừa. Sống âm trúng rồi, vô cước lao vào. Tên lửa đạn đạo siêu công kiếp của Jin không vào đủ tầm, tốc biến đâm lao cho nó chắc kích được cái sốc điện, và chưa kể đó là gắn cá luôn anh em ơi. Một pha combo rất nhanh tay đến từ Mango Fist. Ok, mặc dù Fist là một tướng tay ngắn nhưng mà với sự trợ giúp đến từ sứ giả được gọi ra từ trước thì bây giờ đang có cơ hội để có thể lấy được trụ đầu tiên rồi. Lee Sin có mặt ở đây, sử dụng những hết tài nguyên của mình để có thể dọn lính. Trúng sóng âm rồi, vôn cước lao vào tung tăng nhảy múa né đam sát thương đến từ cái vôn cước. Đang cố gắng được có thể giáp nhã, quay ngược trở lại kích được sốc điện dứt điểm được Son. Alistar có mặt kịp thời, combo bò hút nghiền nát. Ui, cái pha xử lý vừa rồi của bò hay quá. Bò vừa rồi kiểu như là để cho tung tăng nhảy múa đáp xuống sau đó mới làm choáng anh em, khiến cho Lee Sin không kịp tung ra cái đòn đánh tay dứt điểm được Mango Fist. Pha xử lý vừa rồi rất hay ha. Chứ mà bây giờ làm chẳng trước đó, khi mà Fist nó đáp E xuống, Lee Sin nó vẫn tỉnh nhiều khi chết, đóng chết. Pha xử lý vừa rồi mắc binh đó. Ok, tiếp tục tấn công Lee Sin, gắn cá vào hết chạy rồi. Điểm hạ gục thứ 8 dành cho Mango Fist. Và nhà lần này thì cũng lên cho mình ở Mesa anh em 11 số, có cái đồng hồ nhỏ nữa. Thế cục bây giờ đang biến chuyển hoàn toàn rồi. Từ đang bị thua về điểm hai gục thì bây giờ đội hình đến từ bên phía của Mango Fist đang có một cái lợi thế về trụ, về tiền, về cả chất tướng nữa. Jin đang có ý định phá trụ. Phá trụ xong rồi sử dụng cái nội tại hương phấn chạy về
Kìa phía công đây, khó rồi, Fit đã chặn đầu, một cái lốc xoáy ra cản đường. Vừa đại bác được tung ra. Ui, gió mùa tốt vậy, trúng luôn cái cặp cạp. Hụt rờ rồi, quay ngược trở lại, truy đuổi tiếp bằng tình huống đâm lao. Air flat, ui, đánh tay, đâm quy vào người của Zanna, chích sốc điện của Zin. Double kill. Tiếp tục là tình huống lao vào. Triple kill sau khi dứt điểm được Lee Sin. Kermit cũng đang có mặt ở đây. Quay ngược trở lại tấn công tiếp dành cho Mango Fist. Tung tăng nhảy múa không gây được sát thương nhưng ta còn đâm quy lao vào đánh tay có đúp. Ok. What a kill dành cho Mango Fist. Tấn công vào trụ hai khu vực giữa thôi. Alistar có mặt ở phía sau. Bọn cước lao vào kích chuyển hấp huyết đến từ Lee Sin. Trúng đập cặp cặp luôn. Kệ anh em, phá trụ trước. Đang cố gắng đừng có thể nhấp nhả. Ui, pha lê Rylite làm chậm khá là khó chịu. Triệu hồi thị quái để giúp cho bò có thể chạy về. Nhưng không, Lee Sin đã dứt điểm. Tung tăng nhảy múa lao vào, dứt điểm được Lee Sin. Ok, tiếp tục tình huống đâm quy vào. Tấn công tiếp vào người của rồng, double kill cho Mango Fist. Đâm quy, không dứt điểm được cơ miêu. Double kill là ok rồi. 25 sắc mê dài. Gì có luôn còn sẽ giả chứ. Ok, có thể end. Không cần kết thúc ván thi đấu này bởi vì team bạn đó xịt FF rồi anh em ơi. Một ván thi đấu smurf rank của Mango Fist khi mà anh ta đánh ở mức rank cao thủ siêu cấp Trung Quốc không ổn rồi. Có lẽ như chúng ta phải chờ đợi cho những cái ván thi đấu mà nó đúng trình hơn chút xíu ở đại cao thủ hoặc là thách đấu. Chứ đánh rank này thì Mango Fist đánh tự tin quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo. Bye bye.